Tonight, we mark a victory, and we're presenting an International Press Freedom Award to a journalist who was unable to be here last year to receive it because he was in prison. But as we celebrate the success, we should remember that the fight is not over, and he will be the first person to remind you of that. When Nguyen Van Hai was sent to jail on April 28, he was one of only two journalists who were behind bars in Vietnam. And now, in 2014, there are at least 15 journalists in prisons up and down the country. In the last 6 years, Vietnam has emerged as Asia's second largest jailer of journalists, behind only China. Because the government cannot find anything unlawful in their writing, almost all the journalists in jail in Vietnam are charged with Orwellian-sounding crimes, such as activities aimed at overthrowing the People's Administration, or undermining national unity, or disseminating propaganda against the Socialist Republic of Vietnam. CPJ research identified Nguyen Van Hai as the longest-held Vietnamese prisoner journalist in Vietnam. Over the years, he has emerged as a leader of the citizen journalist movement in his country. We honored him last year for his insistence that neither he nor his colleagues were guilty of a crime, that writing freely and openly is a fundamental human right and a responsibility. We welcome him this year as a free man. And even though he is exiled unfairly from his country, he has not given up his fight for the right to speak and publish openly in his homeland. So, after a one-year delay, it is my greatest honor that I'm able to present this 2013 award in 2014 to Nguyen Van Hai, a premier writing journalist and blogger from Vietnam. Kính thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 10 năm 2014, tôi bị tống xuất ra khỏi nhà tù Cộng sản Việt Nam và phải sống lưu vong. Tôi bị bắt hai lần và bị kết án 14 năm, 6 tháng tù chỉ vì tôi đã cùng bạn bè sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do để thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Bạn tôi là nhà báo Tạ Phong Tần cũng bị kết án tới 10 năm. Vì sao chúng tôi bị đàn áp với những bản án nặng nề như vậy khi chúng tôi chỉ biểu đạt ý nguyện một cách ôn hòa trên Internet? Vì sao chúng tôi bị đàn áp khi chúng tôi giúp những người dân yếu thế cất lên tiếng nói của họ? Vì sao chúng tôi bị đàn áp khi thực hiện những quyền công dân đã được thừa nhận trong công ước quốc tế mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tham gia ký kết? Bởi vì nhà nước Cộng sản Việt Nam là một nhà nước độc tài về truyền thông và dùng nó để chi phối dư luận xã hội phục vụ cho mục đích cầm quyền. Họ không cho phép người dân được tự do thông tin trên Internet bằng cách ban hành Nghị định 72 đưa ra nhiều cấm đoán chế tài trên mạng Internet. Họ không chấp nhận những ý kiến khác biệt trong xã hội. Những ai dám đưa ra quan điểm khác biệt hoặc bình luận về các sự kiện chính trị nhạy cảm đều bị coi là tuyên truyền chống nhà nước và phải chịu những bản án nặng nề. Trong một thể chế như vậy, người dân không có công cụ, phương tiện để cất lên tiếng nói và ý nguyện của mình. Công nghệ thông tin phát triển đã giúp chúng tôi có công cụ mới. Chúng tôi sử dụng blog, Facebook để thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt giam, đàn áp chúng tôi vì những điều đó. Ba thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do đã bị xử tổng cộng 26 năm tù chỉ vì họ dám thực hiện quyền tự do báo chí. Tôi đã trải qua 6 tháng, 6 năm trong 11 nhà tù của chế độ Cộng sản. Trong các nhà tù đó,
còn tồn tại rất nhiều những vi phạm nhân quyền mà tôi đã chứng kiến. Chính tôi và bạn tù đã bị tước đoạt những quyền con người cơ bản. Sự có mặt của tôi tại đây là một thắng lợi của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn bè và đồng nghiệp trong và ngoài nước, của các tổ chức quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ đã gây sức ép lên nhà nước Việt Nam để buộc họ phải trả tự do cho tôi. Đặc biệt là chiến dịch của CBJ kêu gọi mọi người ký vào thỉnh nguyện thư, gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tôi. Ngày hôm nay, tôi được ra khỏi lao tù, nhưng vẫn còn các bạn đồng nghiệp của tôi đang bị giam cầm trong các nhà tù Cộng sản Việt Nam. Tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh để giải cứu cho các bạn đồng nghiệp của mình. Tôi mong muốn các ký giả, các tổ chức bảo vệ nhà báo và các chính phủ lên tiếng mạnh mẽ, đấu tranh để giúp các đồng nghiệp của chúng ta thoát khỏi các nhà tù Cộng sản, thúc đẩy quyền tự do báo chí trên toàn thế giới. Thay mặt các nhà báo Việt Nam bị cầm tù, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến CBJ và tất cả quý vị đã quan tâm giúp đỡ trong suốt những năm qua. Xin trân trọng kính chào.